bước ra là tôi thấy ông nấu cơm cho tôi ăn. Sao ông lên ông làm nước cho tôi tắm? Sao ông dám tôi đi ra ngoài tập thể dục cho tôi khỏe? Ông không có tệ như mọi người nghĩ đâu. Nam em ơi, em nói mà em không biết mắc cỡ cái miệng của em. Ổng không có tệ như mọi người nghĩ đâu. Chồng của em tự biết. Nếu như ổng không có tệ thì tại sao em lên trên mạng em vạch áo cho người xem lưng? Nếu như ổng tốt với em như vậy, tại sao em lại lên mạng em chê chồng em? Nào là không có tiền, nào là không làm nuôi em, nào đủ trò hết trơn. Có phải là chính cái miệng của em đã nhục mạ cái thằng chồng của em hay là không? Tự dưng làm sao mà người khác người ta biết được, đúng không mọi người? Nam em quá là tệ đi. Nếu như em có cái người chồng tốt như vậy, tại sao em cứ đưa lên mạng em chửi người ta hoài vậy? Rồi cũng chính cái miệng em nói với người người ta đó là ok, anh làm bây giờ anh muốn làm sao, anh muốn làm sao, anh làm sao, anh có đi nuôi em hay không, anh làm kiếm tiền nuôi em hay không. Ủa nam em à, nếu như người chồng mà em coi người ta giống như người ở vậy, vừa nấu cơm vừa tắm rửa cho em, vừa dắt em đi thể dục, vừa làm đủ thứ hết trơn, rồi em còn bắt người ta đi kiếm tiền nuôi em nữa, cái người đàn ông họ có đâu thể nào mà ba đầu sáu tay mà làm hết như vậy. Em muốn quá nhiều, đúng không? Cái người đàn ông em phải để cho người ta đi kiếm tiền chứ. Còn cái người đàn ông mà chỉ ở nhà tắm cho em, rồi là nấu cơm cho em, tập thể dục cho em, làm đủ thứ hết trơn, người đàn ông xứng đáng như vậy mà tại sao em cứ lên em sỉ nhục chồng của em hoài vậy? Nghe nó khóc như con cờ hó mà mình bực dễ sợ luôn các anh chị ơi. Nghe tiếp, trời ơi, thiệt đó, quá là khó chịu luôn á. Cũng chính em đuổi Cường nó đi. Em nói với mọi người đó là tôi chưa có cho ổng cơ hội để trở lại đâu. Tôi chưa có cho đâu. Ổng hả cần phải thay đổi đủ thứ hết trơn. Rồi bây giờ lên á, diễn quá trời diễn à Nam em ơi. Khóc như mưa bất. Ủa em có người chồng tốt như vậy, tại sao em không có đối xử tốt với người ta? Mà em lúc nào em cũng sỉ nhục người ta, em sỉ vả người ta, em làm đủ trò. Bây giờ cái chuyện này nó lớn lên cũng là lỗi do em hay là lỗi do Hữu Cường? Hữu Cường nó chỉ có thô lỗ thôi, nhưng mà nó tốt với em như vậy mà, tại sao em lên em bày trò, em làm đủ thứ hết trơn vậy? Chính miệng em nói là em cầu khẩn, em van xin Hữu Cường để được Hữu Cường yêu, đúng chưa? Rồi bây giờ cũng chính miệng em lên khóc như cờ hó để kêu Hữu Cường nó trở lại, đúng chưa? Nhưng mà tại sao lúc nào cái miệng của em cũng nói đó là anh đi làm đi, anh kiếm tiền nuôi tôi đi, anh đi làm đi kiếm tiền nuôi tôi đi. Ủa, nếu như một người đàn ông không có làm ra tiền, không xứng đáng, thì em yêu làm gì? Đúng không? Mà khi một người đàn ông đó em yêu đến như vậy, em cần người ta đến như vậy, mà tại sao em cứ sỉ nhục người ta hoài vậy? Trời ơi, em làm lố, em diễn mà chị, tôi thấy hết ưa nổi luôn rồi đó. Thiệt chứ? Chẳng qua áp lực cuộc sống hay là em buộc phải. Em buộc phải vậy thôi, Cường ơi, về đi, em đang nghĩ anh, Cường ơi. Mọi người nghe cái ứa gan không mọi người? Cường ơi, về đi, em ăn, em năn nỉ anh, Cường ơi, về đi. Đó, chứng tỏ là mình cần người ta đến như vậy, mình lụy người ta đến như vậy. Thì bây giờ đó, người ta có làm ra tiền hay không có làm ra tiền gì, mình cũng phải chấp nhận. Mình biết người ta mà, mình biết người ta không làm ra tiền mà, đúng không? Mà mình nhẫn lụy, mình nhẫn muốn, mình nhẫn đội người ta lên đầu như vậy, rồi mình đi lên, mình nhục mạ người ta là sao? Không chấp nhận được các anh chị. Cái con này nó diễn mà nó lố bịch, chịu hết được rồi. Mấy bữa trước còn thấy thương thương, bữa nay thấy kỳ quá trời kỳ luôn. Nam em nè, nó làm cái trò gì á, không biết đường nào nói luôn á. Quay đầu là bờ Cường ơi. Tại sao là quay đầu là bờ Cường ơi? Ủa Cường nó có làm gì đâu mà quay đầu là bờ? Nó có phạm pháp, nó trộm cắp, nó có làm cái gì, nó phạm tội thì em kêu nó quay đầu là bờ. Ủa nó có làm gì đâu mà em kêu quay đầu là bờ? Em kêu em quay đầu là bờ mới đúng đó. Em ngưng lại đi, em đừng có lên livestream, em đừng có diễn trò, em đừng có làm những cái chuyện vùi bu kiến đậu nữa thì đúng hơn. Chứ thằng Cường nó làm cái gì mà em kêu nó quay đầu là bờ? Nó thô lỗ, đúng.
nó cọc cằn, đúng. Nhưng mà em làm cái gì để cho nó thô lỗ, nó cọc cằn? Em không nghe lời nó nói cái gì em cũng không nghe. Thì chính miệng em cũng nói mà, bữa hôm em lên em kênh kiệu lắm mà. Em nói đó là tại sao thằng Cường nó control em quá, tại sao nó bắt em phải về trong khi em đi chơi với một người bạn gái, tại sao nó phải hù dọa em bỏ vô thùng xốp này kia kia nọ. Em chửi nó dữ lắm mà, cũng chính cái miệng em chửi chứ ai đâu mà chửi. Nếu như em không chửi nó trên mạng thì ai đâu mà biết được. Rồi bây giờ tự động em lên em khóc hô hố, giống như là cả cái xã hội này đã ức hiếp em vậy. Ủa, em nói thằng Cường nó tốt lắm, nó tốt lắm, mọi người đừng nghĩ nó như vậy. Ủa, tự động đâu ai nghĩ nó như vậy. Em là người sỉ nhục nó, em là người làm cho nó là xấu trước mặt công chúng. Chính em chứ ai mà em nói. Rồi bây giờ em kêu nó quay đầu là bờ. Ủa, nhỏ có gì đâu mà kêu là quay đầu là bờ. Phải chi mà nó trộm cướp, nó cướp bóc, nó đang đi chạy thoát khỏi công an hay gì này kia kia nọ đó, thì em kêu nó ra đầu thú đi, quay đầu là bờ. Em kêu em thì đúng hơn, đúng không mọi người? Trời, con nhỏ này giờ chịu hết được luôn mọi người, tức gì đâu á. Tôi đã nghe là tôi định nửa tháng nữa tôi mới xuất hiện lại, nhưng không hiểu sao mà bà nhà tôi bà ấy cũng mới làm lành thôi nha. Thực ra là chia tay rồi, làm lành do công việc với công ty với nhiều thứ gắn với nhau rồi, trong cái cuộc sống này cũng không dễ dàng bỏ nhau đâu. Tình yêu mà có dự định nữa các anh chị, có nghe Hữu Cường nói hay không? Chúng tôi dự định nửa tháng nữa mới trở lại với nhau, nhưng mà trời bất dung thiên đảng gì đó, có 2 ngày chúng tôi trở lại với nhau rồi. Ủa, cuộc sống này không thể bỏ nhau dễ gì đâu. Biết là cuộc sống này không thể bỏ nhau dễ. Thế thì mình đừng có đem cái mồm của mình đi xa. Tại sao tự thân của mình đi lên, mình nói là mình chia tay? Trời đất ơi, phải chi cãi vã một lần là chia tay sao? Đó, ai kêu mình chia tay? Mình tự động cái mồm mình lên mình nói mình chia tay. Rồi cũng tự cái mồm mình lên mình chửi khán giả. Mình nói đó là khán giả quá là độc ác đi, thấy hai người như vậy cái xúi dục hai người chia tay. Ai xúi dục hồi nào? Chính cái mồm của Hữu Cường, chính cái mồm của cái cô nam em đó tự động lên nói chia tay. Trời ơi, chia tay gì? Diễn gì mà diễn thấy ghê quá. Chia tay gì mà mới có 2 ngày trở lại à? Ủa, tình yêu mà có dự định nữa các anh chị. Dự định là mười mấy ngày nữa mới trở lại, nhưng mà bây giờ trở lại hơi bị sớm. Cái gì kỳ vậy? Tình yêu là đến từ con tim, đến từ hai phía. Còn thương yêu thì đến với nhau. Chứ không có cái chuyện là dự định là 15 ngày nữa chúng tôi mới trở lại, mà bây giờ mới 2 ngày trở lại rồi. Làm chuyện mắc cười dễ sợ luôn. Còn thêm cái nữa, cái cô nam em này nè, bầu sụi đuổi bại hay sao mà tắm cũng phải bắt người ta pha nước, rồi nấu cũng phải bắt người ta nấu, rồi đi tập thể dục cũng bắt người ta dẫn đi. Ủa, ở nhà ăn không ở không mà tại sao như vậy? Lên khóc vậy nè: trời ơi, anh Cường anh đi rồi, nhà tôi nó không có ai hết trơn, cái tủ lạnh nó không có gì ăn hết trơn, lúc anh Cường về anh mua đồ mới có ăn. Của gì tàn mạc đến nỗi có vậy sao? Mà cái tủ lạnh không có gì ăn chân, đợi anh Cường về mới có đồ ăn. Trời, mình là một người phụ nữ mà nam em, mà đặc biệt là người phụ nữ phần miền Tây nữa đó, biết dung dáng biết này kia dữ lắm đó. Em nói em sinh ra từ cái gia đình nghèo khổ, cơm không có ăn, áo không có mặc, thì tôi hỏi em đâu phải là tiểu thư đâu, mà em không biết mua đồ nấu ăn, mà em phải đợi anh Cường nó tới mua đồ nấu ăn. Mà như thế này nè mọi người, bắt Cường làm mọi thứ hết trơn, rồi còn bắt người ta đi làm việc kiếm tiền nữa. Ủa, em làm như em là bà Hoàng, là bà cố nội nó gì đó. Nó lấy em, nó phải tắm rửa cho em, nó phải nấu cơm cho em, nó phải giặt dắt em đi tập thể dục. Em giống như là bộ đứa nít 2 tuổi hay là giống như con chó mà nó không có biết tự làm gì, bắt buộc phải dắt đi vậy. Tập thể dục mà cũng phải dắt nữa là sao các anh chị?
Đó, rồi mọi người nghĩ là cái người đàn ông mà mình bắt người ta làm nhiều thứ như vậy, rồi kêu người ta đi kiếm tiền nữa. Ủa, chi cái giấy? Bình tĩnh chửi nhau nhưng không có nghĩa là chửi nhau là bỏ nhau. Thực ra tôi mới chửi bà có một lần, bà ấy chửi tôi nhiều lần lắm, nên đấy là cái khía cạnh. Cho nên là cũng chỉ muốn nói với mọi người là gia đình nào người ta cũng cãi nhau thôi, chứ không phải bọn tôi làm những cái trò này trò kia đâu. Hôm nay rất là nhiều người gọi tôi về nhà rồi chứ. À, thấy không? Bùi Hữu Cường nói là tôi chửi bả có một lần rồi bả chửi tôi rất nhiều lần. Hả? Ủa làm sao vậy Nam em? Em lại lục em cầu cạnh để được người ta yêu em, rồi người ta yêu em rồi bắt đầu em được rồi, cái bắt đầu em chửi người ta liên tục vậy là làm sao? Rồi cái khi người ta bỏ đi thì em khóc cô hố, giống như là cha chết mẹ chết vậy là làm sao? Nam em ơi, nếu như mà em nói đó là từ lúc đi vào showbiz tới bây giờ em yêu 100 người rồi thì mình nghĩ đó là cái câu nói của em nó không có sai chút xíu nào chân. Mình không nghĩ cái người đàn ông nào có thể chịu đựng được em hết trơn á. Trời đất ơi, mình là một người phụ nữ nha. Mình là người phụ nữ mà không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp, không biết tắm rửa, không biết làm cái gì hết trơn. Cái người đàn ông nào mà chịu nổi? Em lấy đại gia đi thì là sẽ có người lo cho em, nhưng mà bản thân của em cả Tân Diện hổng đại gia nào chịu lấy em, cho nên em mới chịu lấy Hữu Cường. Mà bây giờ em đổi Hữu Cường, em khóc lóc em van xin Hữu Cường về với em, mà khi người ta về với em thì em chửi người ta như con chó vậy, đâu có được. Em sỉ nhục người ta hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác, sao kỳ vậy em? Em lợi dụng người khác quá quá mức tưởng tượng. Bây giờ đó người ta nói đó là Hữu Cường đeo bám vào em, nhưng mình nghĩ đó em đeo bám vào Hữu Cường thì đúng hơn. Đó, bằng chứng là em đang khóc lóc kể lể van xin Bùi Hữu Cường trở lại, em thấy chưa? Vậy đó mà cộng đồng nói là Bùi Hữu Cường bám váy em, không hề. Đó, em mới là người bám Bùi Hữu Cường. Trời đất ơi, thì cái chịu hết nổi mọi người ơi, hai người này diễm mà không chấp nhận được luôn, quá trời quá đất rồi. Tức là vì sao? Bởi vì tại sao các bạn cứ mong rằng là người ta bỏ nhau nhỉ? Tại sao các bạn cứ nghĩ cái điều làm gì nhỉ? Tôi đã bảo tranh thủ vui đi mà, vì tôi với nam em đã từng cãi nhau đến lần thứ bao nhiêu rồi. Tự nhiên có những cái tôi sai thì tôi phải xin lỗi. Còn cái thằng môi thâm này nữa, trời đất ơi là trời, mình tự động cãi nhau, mình tự động đưa lên trên mạng, mình tự động làm trò, rồi bây giờ mình nói là tại sao người ta ác, người ta mong mình bỏ nhau. Những cái thứ mà lên trên mạng mà chửi nhau như cờ hó như vậy đó thì còn xứng đáng gì để ở với nhau hay không? Bỏ nhau là phải rồi và cũng nên bỏ nữa, chứ ở đâu ra mà thiệt chứ không thể chấp nhận được, quá trời quá đất. Và làm trò dễ sợ luôn á, nhà gái thì like stream nhà gái khóc lóc, nhà trai thì lên live stream nhà trai khóc lóc, rồi cái hồi hội ngộ tương phùng, cái hồi là chia tay vĩnh biệt. Rồi hai người này đó còn hơn là một cái tuồng cải lương nữa các anh chị, cái gì mà kỳ quá à. Thì bây giờ mọi người muốn người Không có kịch bản, không có kịch bản một tí nào cả, đã nói rồi là chiều mới quay lại rồi vẫn còn kịch bản. không nha, chưa quay lại nữa nè, tôi đã ép ép mấy cái lớp như Ừ, đầu. đã kết bạn lại kia gì đâu mà. Tôi dị ứng với cái câu á, mà nó kêu thằng chồng nó bằng má đó. Ủa, cái thằng này là má em hả? Tại sao em kêu bằng má không vậy? Trời đất ơi, thiệt á, nó lố bịch làm sao đâu á. Đó, thấy chưa? Lên á, confirm đó là chưa có quay lại đâu nha, chưa có lại đâu, quay lại đâu nghe má. Đó, vậy mà làm sao? Vậy mà tại sao lại ngồi khóc như là cái con cờ hó khi người ta bỏ đi? Mọi người thấy không? Nó diễn trò, nó diễn kịch, nó không thể chấp nhận được luôn á. Nó làm lố chưa từng thấy luôn á. Các anh chị nghĩ sao về điều này? Trời ơi, trời thiệt, tôi nói kỳ quá trời quá đất luôn à. Hai vợ chồng, cái người này mình không thể chấp nhận được. Càng ngày càng lố, câu like kêu, câu view kiếm tiền. Nhưng mà nó nói họ quay lại là chưa đúng, tôi vẫn còn đang suy nghĩ, tôi chưa quay lại với má mình. Ủa, chưa có quay lại đúng không? Mình nói đó là mình chưa có quay lại để mình cho mọi người thương tiếc mình một chút đúng không? Mình nói là mình chưa có quyết định quay lại nữa, mà tại sao cái thằng đó nó đi đâu mà ngồi mà khóc như là cái con cờ vậy các anh chị?
Thấy không? Trời ơi, hai người này diễn mà không thể chấp nhận, mà cái cô năm em này làm quá trời lố luôn rồi mọi người ơi. Này em nói chuyện mọi người đi này, ok. Đấy, đấy. Không má, bây giờ má nói làm cho người khác hiểu lầm tôi rồi, giờ má tính đi. Nam em nói đó là Bùi Hữu Cường làm cho mọi người hiểu lầm nam em. Ủa? Bùi Hữu Cường nó đâu có làm gì cho mọi người hiểu lầm nam em đâu. Hiểu đúng không à? Chứ đâu có hiểu lầm. Tôi hỏi mọi người nè, Bùi Hữu Cường nó nói cái gì để cho mình hiểu lầm nam em? Cái câu chuyện này xuất phát cũng từ nam em, đúng không? Rồi cái câu chuyện mà chia tay cũng là cái miệng của nam em nói, đúng không? Bùi Hữu Cường nó đâu có nói chia tay. Nó chỉ có lên trên mạng, nó chửi lờ đờ mờ khi mà nam em đi chơi không có chịu về nhà, đi ngủ lan, nó không thích, nó chửi lờ đờ mờ vậy thôi. Chứ Bùi Hữu Cường nó đâu có làm gì cho người ta hiểu lầm nam em đâu, phải không các anh chị? Không có một cái dấu hiệu nào là Bùi Hữu Cường làm cho người ta hiểu lầm nam em. Nhưng mà nam em cũng lên đây gán ghép, nói đó là Bùi Hữu Cường làm cho người ta hiểu lầm. Rồi bây giờ bắt Bùi Hữu Cường giải quyết. Giải quyết cái gì? Nếu mà má cảm thấy má lo cho tôi được á thì mọi người chửi tôi sao cũng được á, má mận má lo cho tôi đi, để tôi ở nhà tôi lo tập trung, tôi dưỡng sức khỏe tôi đi, tôi ở nhà tôi đang lên, tôi không cần làm hết. Mọi người có thấy có quá đáng không? Nó bây giờ nó đổ thừa lên cái đầu của Bùi Hữu Cường, nói đó là Bùi Hữu Cường đó làm cho nó thân bại danh liệt, rồi Bùi Hữu Cường làm cho nó đó bị người ta hiểu lầm, rồi làm cho nó mất luôn cả những cái gì mà tương lai của nó. Bây giờ nó bắt Bùi Hữu Cường phải đi làm nuôi nó. Ủa, cái câu chuyện mà mình tự lên mình bóc phốt nghệ sĩ đó, Bùi Hữu Cường nó đâu có làm. Rồi mình làm mình mất danh dự đó, Bùi Hữu Cường nó đâu có làm, đúng không? Mà mình bắt á, Bùi Hữu Cường phải rửa chén, giặt đồ, hút bụi, quét rác, tắm rửa, dắt chó đi chơi, rồi dắt chó đi tập thể dục, rồi làm đủ thứ hết trơn. Vậy cái người đàn ông người ta phục vụ mình như bà nội vậy, thì người ta có còn cái thời gian để đi làm cái chuyện khác để nuôi em nữa không? Mọi người có thấy nam em có quá đáng lắm không hả các anh chị? Còn nếu như mà nói gì mục đích thì má cũng nói thẳng luôn là má muốn gì. Thì tôi Nếu như mà nó vì cái mục đích gì đó đó thì hai vợ chồng ngồi lại với nhau và nói chuyện với nhau và tâm sự với nhau chứ, tại sao những cái chuyện này mà lại đưa lên trên mạng để làm cái gì? Ủa, những cái chuyện mà hỏi nhau là tại sao anh không làm đi làm nuôi em, tại sao anh làm muốn có mục đích gì này kia cái nọ, tại sao đưa lên mạng, đúng không? Có phải là nam em đang làm trò mỗi ngày để cho người ta xem nhiều hơn, câu like, câu view và để được kiếm tiền không các anh chị? thích thiệt là tôi không biết má muốn cái gì để tôi biết mà tôi theo luôn, tôi cũng không hiểu là má muốn gì. Vẫn đang đàm phán và thương thuyết nha, chưa quay lại hẳn. Tức là tạm vậy. Thôi, cắt like. Rồi giờ má làm cho mọi người nghĩ là tôi đang làm kịch bản. Kịch bản thì đã thờ trên thề trên ban rằng là nó xảy ra cãi vã chửi nhau tự nhiên, có ai đi làm cho ấy. Đừng tắt anh ơi. Không tắt thì bỏ kịch bản. Bây giờ má chọn đi, bây giờ nếu như mà má muốn mọi người tin má thì giờ má lo cho tôi đi, má lo cho tôi đi, giờ tôi không ngồi live mỗi ngày nữa, tôi mệt, tôi kiệt sức, tôi cần nghỉ ngơi. Bây giờ má muốn mọi người thật sự tin má thì má chứng minh bằng hành động đi, là hành động để cho mọi người ta thấy rằng là má có thể lo được cho cuộc sống của tôi đi, để tôi không phải vất vả live mỗi ngày đi. Mọi người có thấy nam em nó khôn không? Nó rất là khôn. Nó ép Bùi Hữu Cường đó là nhận hết những cái tội từ trước giờ nó đưa ra, nó làm đủ thứ hết trơn. Bây giờ là Bùi Hữu Cường nhận cái tội và bắt buộc phải đi làm để kiếm tiền để nuôi nó, để cho nó ở nhà nó ở không. Nó như vậy đó. Thì nếu như vậy thì nam em phải lo ngược lại Bùi Hữu Cường. Chứ không thể nào mà Bùi Hữu Cường đi làm mà đi về phải nấu ăn, rồi phải dọn dẹp, rồi phải tắm rửa cho nam em, rồi phải làm dắt nam em đi ra tập thể dục, rồi phải làm những cái trò mà không cần thiết như vậy. Cái người đàn ông người ta cũng phải có thời gian để người ta nghỉ ngơi. Khi người ta làm việc lớn thì người ta không thể nào làm việc nhỏ. Còn đằng này em bắt người ta làm cả việc lớn và cả làm việc nhỏ. Vậy em làm cái gì? Bây giờ em nói đó là em không muốn trở lại showbiz nữa, em không muốn làm gì hết nữa. Vậy thì ở nhà, nằm nhà, chỉ có phải là em cố gắng em lên trên mạng,
để em là thao túng tâm lý của người khác, xong rồi là em ép Bùi Hữu Cường vào cái tư thế đó là Bùi Hữu Cường có lỗi, để Bùi Hữu Cường làm kiếm tiền và nuôi em, không đúng không? Trời ơi thiệt chứ, thiệt sự là quá trời quá đất, quá trời quá đất rồi mọi người ơi. Một chút mình sẽ cho mọi người nghe thêm mấy cái đoạn khác. Trời ơi con nam em, ôi nó làm lố quá trời các chị ơi. Không thể chấp nhận được cái cô này là đã cố tình gài Bùi Hữu Cường nha. Trời ơi mình lên mình làm bộ cho người ta đây hay lắm gì. Không có à, tôi chưa có trở lại với ông à. Đủ thứ hết trơn. Mà khi người ta bước đi thì khóc như cờ hó. Rồi bắt đầu ra đổ lỗi cho cộng đồng mạng. Mọi người ơi, Bùi Hữu Cường tốt với tôi dữ lắm, không có xấu như mọi người nghĩ đâu. Mọi người ơi, Bùi Hữu Cường tốt dữ lắm, anh ơi, anh trở về đi. Làm thấy gớm không các anh chị? Chính cái miệng nó nói nó chưa trở về, chính cái miệng nó ép uổng người ta phải làm kiếm tiền nuôi nó. Bây giờ người ta nói ta làm không kiếm tiền được, người ta không nuôi nó nổi đó. Người ta đi thì bắt đầu nó khóc. Mọi người thấy làm sao? Ôi trời ơi, mà cứ ngày nào cũng lên sỉ nhục Bùi Hữu Cường là tại sao không kiếm tiền nuôi nó. Mà người ta ok bây giờ người ta không kiếm tiền nổi, người ta không nuôi nổi, người ta đi thì nó không chịu, thì nó khóc ngất lên. Các anh chị nghĩ sao về cái chiêu trò này của nam em? Nam em là người đặt ra cái chiêu trò này chứ không phải là Bùi Hữu Cường. Bùi Hữu Cường là đang trong cái sự lợi dụng của nam em. Nam em nó đang gài bẫy Bùi Hữu Cường phải làm nuôi nó nha.